Dừa xin chào tất cả các bạn và bà con cô bác mình ha. Thì hôm nay mình quay cái vườn dừa Mã Lai trồng chung với bưởi nha các bạn. Đó, cho các bạn và bà con cô bác mình cùng xem ha. Thì bà con cô bác mình xem kênh thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ thì dừa mình cảm ơn rất là nhiều ha. Đó thì đây là dừa Mã Lai bầu nha các bạn. Đó thì người ta trồng xen chung với bưởi nè bạn không? Đó thì toàn bộ đây là bưởi da xanh. Thì cũng như các bạn biết rồi đó, cái giống dừa Mã Lai này hiện tại bây giờ người ta trồng rất là phổ biến, nhưng mà cái giá dừa Mã Lai hiện tại bây giờ mùa mưa các bạn thì nó chỉ còn khoảng nằm chừng 60.000 thôi, 60.000 chục 12 trái dừa lớn nha các bạn. Đó thì các bạn thấy đó, trái thì rất sai. Thì dừa này thì cứ 20 ngày 25 ngày đến 1 tháng là người ta thu hoạch rồi nha các bạn. Tùy theo dừa người ta bán được hay không ha. Hả, người ta bán được thì người ta thu hoạch sớm, thì ế thì cả tháng người ta mới thu hoạch nha các bạn. Đó. Thì cái giá dừa 60.000 thì chủ vườn chỉ có mà đếm dừa rồi lụm tiền thôi, chứ không có bỏ ra một chi phí nào nữa nha các bạn. Đó, rất là sai luôn. Đó thì các bạn cũng biết rồi đó. Nè, lùng về nó đã có trái rồi nè các bạn. Thì nếu dừa Mã Lai này thì các bạn trồng nếu mà chăm sóc tốt á thì nó độ 2 năm là nó sẽ có đổ mè có trái rồi. 3 năm thì đã có thu hoạch rồi các bạn. Rất là sai đúng không? Nè, cũng bữa ta trồng nè. Đó. Bạn thấy bữa ta trồng không? Đó thì các bạn cứ trồng clip như vậy rồi bên hông thì các bạn có thể trồng thêm cây bưởi. Đó các bạn thấy không? Sai, rất là sai. Hả? Sẽ cực kỳ sai luôn. Mùa nắng thì cái dừa này nằm ngoài 100.000 một chục nha các bạn. Mùa mưa hiện tại giờ là mùa mưa cho nên nó hơi rẻ, nằm khoảng 60.000 là dừa bự thôi. Thì các bạn thấy mùa mưa thì cái bồn dừa nó rất là nhiều, thì cái này chắc là do thiếu phân hay gì nè. Đây là trồng chung với bưởi không mà các bạn thấy không? Đó mình quay cho các bạn xem toàn là bưởi không. Đó, thì thu nhập rất là tốt nha các bạn, vừa thu nhập vừa rồi bưởi đủ thứ hết. Trái thì rất là sai. Các bạn thấy không? Vừa nào vườn nấy quá trời luôn. Rất là sai. Dạ. Dạ cũng có. Ồ, bạn thấy sai cực kỳ sai không? Mèo cũng thấy sai nè. Ở đây người ta trồng lại nữa nè, các bạn thấy không nè? Người ta trồng lại nè. Sai cực kỳ. Đó, thì nói chung là mình á, thì đi hái dừa mướn thôi các bạn. Mình đi hái dừa mướn cho dừa thôi, thì mình vô những cái dừa nào mà người ta canh tác hay và đẹp thì mình chia sẻ cho các bạn và con cô bác mình cùng xem. Thì nói chung là các bạn nếu mà có trồng dừa thì nên trồng Mã Lai đi. Thì Mã Lai bầu thì nói chung lấy Mã Lai bầu hoặc Mã Lai chu thì giống nào trồng cũng được hết, thì theo cái cách mà các bạn chăm sóc thôi. Các bạn chăm sóc tốt cho nó thì nó sẽ có trái nhiều và bán ngon thôi các bạn. Rất là sai. Này, bưởi đó, nó trồng chung với bưởi vậy đó, các bạn thấy không? Đó, trái nè. Cái rừng ong nó chích đó bà ơi, cái ong nghe nằm ngay tàu dừa đó đó. Để nó đem chai thuốc vô xịt, xịt cái mới bẻ cái cây dừa được chứ không đâu bẻ được. Đừng lấy mặt con nghe gì lo. Con thấy cái mặt đẹp trai con nữa. Bự. Để trồng bự lắm hả bác ạ. Dừa này từ nào đến giờ luôn á. Lúc nào cũng sai mà.
Nó khoảng tới 2 giờ nè. Đây cực kỳ không? Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Thì các bạn và bà con quét mình xem kênh thứ hai á, thì đăng ký kênh ủng hộ Hiền Vườn, cảm ơn rất là nhiều ha.